Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là ngày 17 tây tháng 10 năm 2021. Bây giờ là Chủ nhật tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 11 giờ 26 phút trưa. Thì Thuần muốn dành thời gian để mà chia sẻ một số những cái thông tin với các bạn. Bây giờ đã là ngày thứ hai, ngày 18 tây tháng 10 ở Việt Nam rồi. Đã là đầu tuần. Thì chúng ta thấy đó là cuối tuần này sau khi mà ngày thứ sáu chúng ta thấy cái sự hào hứng liên quan tới Bitcoin ETF đã được thông qua đó thì chúng ta thấy là giá cả trong cuối tuần này đã là xoay quanh từ 60.000 cho đến 61.000 và trước đây các bạn thấy được là từ cái thời điểm chúng ta nghe nói tới những cái tin đồn là Bitcoin ETF sẽ được thông qua trong tháng 10 này thì đã chia sẻ với các bạn nhiều tuần trước đó và khi mà chúng ta nhận được những thông tin như là chúng ta nói tới Bloomberg đó, thì rất có lòng tin là nhà báo Bloomberg nghĩ là chúng ta có khả năng rất cao là sẽ có một cái Bitcoin ETF trong tháng 10 này và đó đã là sự thật và chúng ta thấy được là cái sự hào hứng đó đã đẩy giá Bitcoin lên liên tục và chúng ta thấy được là ở mức giá hiện bây giờ đó cũng là cái mức giá gần đỉnh rồi là 60.900 đô ở thời điểm mình làm video này và cái mức cao nhất đó trong cuối tuần vừa qua là lên tới 62.900 thì tình hình bây giờ đó các bạn thấy chúng ta vẫn chưa thấy có bất cứ một cái sự điều chỉnh nào ở cái mức này. Các bạn thấy được là nếu chúng ta nhìn vào biểu đồ của nến ngày đó ở trên sàn Coinbase Thì rất rõ ràng là các bạn thấy là từ ngày 29 tới tháng 9 á, Thì chúng mà thấy được là cái xu hướng giá cứ tăng và tăng và tăng mãi và chúng ta thấy đó là tình hình bây giờ ở mức giá hiện tại thì Bitcoin đó tổng số vốn hóa đã lên tới là 1,1 nghìn tỷ rồi bây giờ đã Bitcoin chỉ đứng sau lưng thị trường bạc mà thôi tổng thị trường bạc đó là đứng hàng thứ bảy hiện bây giờ ở trên bạc xếp hạng tính theo vốn hóa và tổng cái số vốn hóa của thị trường bạc đó là 1,3 nghìn tỷ thì chúng ta thấy được giá bên trong chỉ tăng một chút nữa thôi là sẽ qua khỏi thị trường bạc và chỉ đứng sau công ty Amazon mà thôi và các bạn thấy được là chúng ta không còn cách cái đỉnh cao nữa Chúng ta thấy được là chúng ta có công ty Amazon, Google, Saudi Aramco, Microsoft, Apple Và cuối cùng đó chính là vốn hóa cao nhất hiện bây giờ Đó chính là tài sản vàng Tổng số vốn hóa bây giờ chừng đoán là 11,2 nghìn tỷ Thì Bitcoin bây giờ đứng hàng thứ 8 Cao hơn cả Facebook, cao hơn Tesla, cao hơn cả Berkshire Hathaway của Warren Buffett và Tencent và các bạn thấy được là bên dưới này đó cách đó không xa đó chính là hạng thứ 20 Thì chúng ta thấy được là 20 trở lên đó, thì chúng ta thấy được là Ethereum đứng thứ 18 hiện bây giờ Là bây giờ Ethereum vốn hóa chỉ đứng sau lưng Alibaba mà thôi Và cao hơn cả Johnson Johnson và Spider S&P 500 ETF Có nghĩa là trong cái 20 tài sản đáng giá nhất trên thế giới hiện bây giờ Chúng ta thấy được là Bitcoin đứng hạng thứ 8 và Ethereum đứng hạng thứ 18 nếu như mà chúng ta trở lại cái Tây chỉ có 3 năm thôi mà nếu như mà ai nói với lại các bạn là một ngày nào đó không xa trong 20 loại tài sản đáng giá nhất trên thế giới này đó thì chúng ta sẽ thấy là có Bitcoin và có Ethereum thì có thể nhiều bạn không tin nhưng mà bây giờ đã là sự thật rồi. Chúng ta nhìn vào tình hình hiện bây giờ đó thì ở cái mức giá là khoảng 61.000 thì chúng ta thấy được là để đạt được cái đỉnh mới đó là bịch con chỉ cần tăng có 6,1% mà thôi thì chúng ta thấy được là một ngày bịch con có thể tăng lên tới 10% thì nếu như mà bịch không muốn thì ngày mai thức dậy đã là đỉnh mới rồi và lúc đó sẽ là lúc mà thị trường sẽ sôi động lên và lúc đó chúng ta mới thấy nhiều người mới tham gia vào thị trường này nhiều người mới sẽ quan tâm tới hơn sẽ sôi động và chúng ta sẽ thấy được là rất nhiều những đài truyền hình những nhà báo lại bắt đầu viết về Bitcoin mọi thứ lại xôn xao trở lại Tại vì mặc dù là giá đã trở lại và cách cái đỉnh cũ chỉ có 6% mà thôi một điều khác biệt Mà Thuần cũng đã từng chia sẻ với các bạn là điều khác biệt lớn nhất bây giờ đó Là chúng ta có thể nhìn xung quanh và thấy được những bạn mà đang trong thị trường bây giờ đó là phần lớn Đã là những bạn mà đã trải qua cái đợt điều chỉnh vừa qua Chúng ta thấy được là cái đợt điều chỉnh à, cách đây vài tháng đó, lúc mà giá Bitcoin đi từ 64.000 xuống chỉ còn có 29.000 cách đây khoảng chừng là tháng 5 và tháng 6 và thậm chí là tháng 7, tháng 8 nó rất là ảm đạm. Chúng ta thấy được là thị trường đó thì mọi người rất là lo lắng và rất nhiều người đã chán nản và rời khỏi. Cho nên những bạn nào mà ở lại đó là những bạn mà còn ở lại hiện bây giờ chúng ta vẫn không thấy nhiều cái hiện tượng là nhiều người mới đổ xô vào thị trường này mà giá đã từ từ đi ngược trở lên ở cái mức là 64.000 cho các bạn thấy được là cái lòng tin của những người mà đầu tư lâu dài lớn cỡ nào và thường đã từng chia sẻ với các bạn tình hình là Bitcoin cứ rời khỏi sàn, Ethereum cứ rời khỏi sàn đó là dấu hiệu là được tích lũy cho tình hình là tích lũy lâu dài và chúng ta thấy là Ethereum thì chỉ cần tăng 14% mà thôi thì đã đạt được cái đỉnh mới rồi chúng ta thấy là hai đồng này đang tiến tới chúng ta sẽ nói thêm về một số những go coin một lát nữa nhưng mà trước hết á, thì các bạn đã nghe nhiều về những cái suy nghĩ của Thuận liên quan đến tình hình rồi Thuận muốn chia sẻ suy nghĩ của một người khác mà các bạn thấy được là hàng tuần đó thì trên trang web Thuận Capital có một cái bài viết đi chính là crypto tuần này được viết bởi uh, admin Dũng của Thuận Capital. Thì hôm nay Thuận muốn chia sẻ cái bài viết này với các bạn. Sau đó chúng ta sẽ nói thêm về nhận định của Thuận liên quan tới Bitcoin ETF sẽ có những hiện tượng như thế nào. Chúng ta cũng sẽ nói tới on chain, chúng ta cũng sẽ nói tới một số những cái dấu hiệu các bạn cần phải quan tâm đến liên quan đến tình hình hiện bây giờ dựa theo tài liệu on chain cũng như là chúng ta sẽ nói tới những cái all coin. Nhưng mà trước hết hãy nói tới cái đề tài liên quan tới bài viết crypto tuần này và góc nhìn thị trường là như thế nào. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào thêm chi tiết, thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và trong cái video ngày hôm nay đây chúng ta có một nhà tài trợ đó chính là một cái game NFT có tên là HeroFi. Thì cái game NFT này là cái game đầu tiên trên thế giới phát triển vũ trụ song song Multiverse thì Hero 5 Multiverse cho phép những người chơi hòa mình vào các nhân vật theo cốt truyện của từng game và Hero 5 Multiverse sẽ tích hợp nhiều trò chơi và trong đó chỉ sử dụng một cái token duy nhất đó chính là đồng Rofi hay là ROFI thì cơ chế phân phối đồng Rofi này thì trong như một ngày đó cái số lượng đồng Rofi được phân phối tối đa là 288.000 đồng Rofi càng nhiều trò chơi được tích hợp như trong song song đó thì người chơi càng có nhiều cơ hội kiếm được đồng profile hơn và đồng profile này đã được phân phối dựa trên cái số lượng người chơi trong một cái vũ trụ điều này làm tăng nhu cầu tìm kiếm đồng profile và sử dụng đồng profile trong một cái vũ trụ khác nhau một điều nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái NFT Space Travel Ticket thì hiểu đơn giản đây là cái vé không gian duy nhất mà đưa những cái anh hùng trong game đó đến các thế giới khác nhau thì NFT LG Space Travel Ticket sẽ được sử dụng để mà du hành qua cộng không gian và cái vé du hành không gian NFT LG có thể được áp dụng cho những người mà sở hữu Genesis Hero cấp cao hơn hoặc là bằng 2 sao và cái quy tắc vé du lịch vũ trụ NFT LG thì điểm xuất phát của vé là Hero 5 và có thể được mua bán trên thị trường cái số lượng vé NFT cần thiết để mà du hành vũ trụ dựa trên cái số sao của Hero của các bạn thì cái điều này sẽ ra mắt vào tháng 11 của năm nay thì cái thông điệp mà hifi muốn thường mang đến cho các bạn đó chính là cái cuộc mở bán đồng profile sớm dành cho những người sở hữu Genesis Hero đây điều các bạn cần lưu ý chỉ mở bán cho những bài nào mà đang sở hữu Genesis Hero mà thôi và tổng cộng cái số lượng đồng profile được bán là 400.000 đồng profile với cái giá là 50 cent cho một đồng profile có nghĩa là tổng cộng số lượng được bán sẽ là 200.000 đô và tổng số lượng đồng được bán đó là 5% của tổng số đồng nếu như các bạn tham gia vào mua token đó, thì cái token của bạn sau khi mua sẽ bị lock lại trong vòng một tháng và sau đó, đó thì cái số đồng sẽ được giao cho các bạn là 5% mỗi một tháng cái thời gian mở bán đó là ngày 24 tháng 10 chốt snapshot cho những bài nào mà lưu trữ Genesis Hero và cái thời gian claim đó và listing nằm profile là ngày 25 tây tháng 10. Nhưng mà nào mà có thú muốn tìm hiểu thêm đó về Hero file hay là đồng profile thì bên dưới cái video này sẽ có cái link cho bạn bấm vào để tìm thêm chi tiết. Thì trở lại với cái bài viết crypto tuần này đi Mỗi tuần đó thì đội Thuần Capital đều chia sẻ những cái bài thống kê liên quan tới góc nhìn của thị trường tuần vừa qua Cũng như là những cái sự kiện tuần kế tiếp mà các bạn cần phải quan tâm đến Và những bài nào mà chưa có theo dõi trang web thuầncapital.com Nó cũng nên theo dõi tại vì trên trang web này đã chia sẻ rất là nhiều những cái bài viết mà thân nghĩ đã sẽ giúp ích cho các bạn hiểu thêm về thị trường này như là những bài nào mà quan tâm đến tập Tether đó thì có một bài viết được viết bởi một admin trên thuần Capital gần đây là admin trọng là chúng ta thấy được là bài viết liên quan tới USDT Tether có phải là đồng tiền ổn định mang đến sự không ổn định tâm lý nhất ở trên thị trường này à, những người nào mà con thú đó thì có thể bấm vào cái link ở trên uh, thuận capital com để xem bài viết mới nhất này tôi cũng đã chia sẻ cái link trên những cái mạng xã hội rồi thì trở lại với lại cái uh, bài viết crypto tuần này đó thì gấp nhìn thị trường này như thế nào thì trước hết các bạn thấy được là một tuần mới đã sắp đến và chúng ta lại gặp nhau với cái bài viết crypto tuần này Và đúng thật là một tuần mà đầy sôi động trong thị trường Các bạn thấy được là Bitcoin đang tiến dần đến cái dùng đỉnh mà đã thiết tập được trước đó Có nghĩa là cái mức gần như là 65.000 đó Và Bitcoin ETF, quỹ ETF sẽ được giao dịch vào đầu tuần tới và liệu rằng đó Bitcoin ETF có phải là cái yếu tố làm tăng tốc cho Bitcoin trong quý 4 này hay là không? Thì câu trả lời là đúng như vậy dựa theo tác giả bài viết này Nhưng vẫn còn thiếu đi những điều khác Chúng ta sẽ nói rõ thêm bên dưới này thì các bạn thấy được đây là cái hình ảnh chụp lại liên quan đến là sàn Nasdaq đó cái sàn chứng khoán của Hoa Kỳ thì sàn Nasdaq đã chấp nhận để cho giao dịch Bitcoin ETF như vậy cái này là giao dịch Bitcoin ETF cho cái quỹ Valkyrie cái quỹ này vẫn chưa có được thông qua cái quỹ mà được thông qua mới đây đó là cái quỹ ProShare ETF nhưng mà bây giờ nhiều người tin tưởng là Valkyrie thì cũng tương tự mà thôi cũng sẽ được thông qua và chúng ta sẽ thấy là trong tháng 10 này không những là chỉ có một Bitcoin ETF được thông qua mà có thể là có nhiều cái quỹ Bitcoin ETF được thông qua chúng ta thấy được là đầu tiên thì chúng ta hãy nhìn vào một cái bức tranh lớn hơn đó chính là bitcoin dường như đang tách rời khỏi thị trường chứng khoán có nghĩa là một thời gian là bitcoin đi theo xu hướng chứng khoán của hoa kỳ chứng khoán tăng thì bitcoin tăng chứng khoán giảm thì bitcoin giảm nhưng mà cái mối tương quan à, giữa bitcoin với thị trường chứng khoán mỹ đó luôn là một cái chủ đề gây ra nhiều cái sự tranh luận trong thế giới bitcoin đối với thường đó thì nhìn vào ngắn hạn đó, thì lúc nào chúng ta cũng sẽ thấy có một số thời gian mà giá Bitcoin đi cùng với xu hướng của chứng khoán nhưng mà khi các bạn zoom ra đó nhìn vào dài hạn thì thật ra mà nói là Bitcoin không có một cái sự tương quan nào với thị trường chứng khoán Mỹ trong thời gian dài hạn nhất là khi chúng ta nhìn vào cái khoảng thời gian 12 năm qua thì đối với một số người đó không có mối tương quan nào khi mà các bạn nhìn vào dài hạn thì bài viết này đó, tác giả cũng có cái suy nghĩ giống như là thuận thì đối với những người khác đó cái sự phân tách xảy ra để bitcoin thật sự chứng minh cái danh tiếng của mình như là một hàng rào tốt nhất để chống lại sự không chắc chắn cái giá trị của Bitcoin đó là không phải là đi ngược xuống với chứng khoán hay là đi cùng xuống với chứng khoán. Cái giá trị Bitcoin đối với một nhà đầu tư đó, khi các bạn nói là nên phân phối một số tiền đầu tư vào trong bitcoin có nghĩa là nên chích một số tiền ra để mà đa dạng hóa đầu tư của mình bằng cách là để số tiền đó vào trong bitcoin như là các bạn thấy được là những nhà đầu tư lớn bây giờ à, thường nhớ là chúng ta nói tới uh, mr wonderful có nghĩa là Kevin O'Leary hay là chúng ta nói tới tỷ phú Mark Cuban cũng nói là nên trích ra năm cho đến 10% để mà lưu trữ Bitcoin khôi hay là Ethereum thì chúng ta thấy đó là lý do tại sao người ta nói nó gì? Tại vì chúng ta nếu muốn nói đa dạng hóa trên một đầu tư đó thì chúng ta cần có một cái loại tài sản mà không đi cùng xu hướng với những loại tài sản khác cái đó mới gọi là đa dạng hóa cho nên bitcoin không đi theo hay là đi ngược chiều với lại thì chứng khoán là một điều mà chúng ta cần phải thấy được và phải tiếp tục giữ được cái sự riêng lẻ của bitcoin không theo bất cứ một xu hướng nào thì nó mới có giá trị đối với một nhà đầu tư nếu nó tên là phân bộ vốn đầu tư trong thị trường này thì kể từ đầu tháng 10 đó, năm 2021 thì chúng ta đã thấy được là Bitcoin đã tách biệt khỏi giá của S&P 500 và chỉ số Dow Jones, chúng ta sẽ chứng kiến điều này trong các phần còn lại của quý 4 năm 2021 và thậm chí là sau năm nay, nghĩa là bắt đầu từ năm 2022, thì tác giả bài viết này nghĩ là chúng ta sẽ bắt đầu thấy cái sự tách rời này là càng ngày càng rõ hơn. Thứ hai, đó là cái nhu cầu thể chế đã quay trở lại, thì chúng ta thấy được là cái sự gia tăng nhanh chóng của giá bitcoin từ mức là 50.000 cho đến 58.000 này trong vòng vài ngày qua có thể được ghi nhận bởi các nhà tổ chức đầu tư với hơn 99% khối lượng giao dịch đến từ giao dịch trên 100.000 đô có nghĩa là chúng ta thấy gần đây đó những cái giao dịch thống kê bởi tác giả bài viết này đó là trên 100.000 đô đây là dấu hiệu cho thấy được là phần lớn những giao dịch là đến từ những tổ chức đầu tư như là các bạn thấy trên màn hình những cái đường mà màu xanh này đó là đại diện cho những giao dịch mà trên 100.000 đô để mà mua bán Bitcoin thì chúng ta thấy là sự hứng thú đến những tổ chức đầu tư đó có thể thấy được thông qua tài liệu này ở trên into the Block thì điều thứ ba nói tới bài, viết này đó là lãi suất huy động vốn nhìn có vẻ lạc quan hơn thì chúng ta thấy được là trong thị trường phái sinh đó, chúng ta công nhận thấy rằng các nhà giao dịch đã có cái xu hướng tăng đáng kể từ đầu tháng 10 cho tới bây giờ trong khi mà lãi suất tài trợ đó đang tiến dần tới mức tháng 5 năm 2021 nghĩa là vẫn còn xa so với cái mức quá nóng đạt được từ tháng 2 và tháng 4 năm 2021. Nghĩa là cái phần này đã nói về funding rate Funding rate các bạn cũng đã biết những bài nào mà sử dụng những cái hợp đồng cũng đã biết là funding rate là cái phí qua đêm và chúng ta trả thường là 4 lần một ngày tùy theo là sàn. Thì funding rate hiểu đơn giản đó là bên nào có lệnh nhiều thì phải trả cho bên có lệnh ít có nghĩa là nếu như mà nhiều người lon thì phải trả cho bên short và ngược lại. Thì điều muốn nói đây đó là cái giao dịch phái sinh đó, cái khối lượng từ từ tăng dần trở lên nhưng mà cái funding rate nó không có tăng chóng mặt như là cái thời điểm từ tháng 2 cho đến tháng 4 của năm nay. Có nghĩa là Thường đó thì funding rate quá nóng sẽ dẫn đến cái tình trạng là có thể là thấy giá đảo chiều rất là nhanh. Thì chúng ta thấy được là kế tiếp đó, bài viết này đó nói là cái dữ liệu on chain trên mạng lưới Bitcoin nó cũng cho chúng ta thấy được là cái số lượng địa chỉ có ít nhất là một Bitcoin đang tăng lên kể từ tháng 1 năm 2021. khi bạn thấy được là cái đường màu vàng trên màn hình đó bên dưới này là chúng ta thấy rất rõ ràng là có cái sự tăng trưởng liên quan đến những cái địa chỉ ví mà có hơn một Bitcoin. Thì đến cuối tháng 2 năm 2021 đó, tổng số lượng địa chỉ ví trên mạng Bitcoin có ít nhất là một BTC sở hữu đạt mức cao nhất là 830.000 địa chỉ ví. Từ điểm cao này đó chúng ta đã thấy là có sự giảm xuống mức thấp là khoảng 800.000 địa chỉ ví vào tháng 7 của năm nay. Đó là một thời điểm mà rất là ảm đạm. Chúng ta thấy được là kể từ đó số lượng địa chỉ có ít nhất là một Bitcoin gần đây đã đạt được con số là 813.000 và khả năng cao là chúng ta sẽ thấy được cái đường màu vàng tiếp tục tăng trưởng và phá cái đỉnh cũ và chúng ta thấy được đó là cái số lượng dự trữ BTC của những cái thợ đào đó vẫn giữ ở cái mức ổn định là một cái thước đo nguồn cung đang bị siết chặt lại các bạn thấy được là giá cả có nghĩa là cái đường màu đen này có cái sự tăng trưởng như các bạn thấy trên màn hình nhưng mà cái đường màu xanh bên dưới này các bạn thấy như thế nào các bạn thấy được rất rõ ràng là cái đường xanh bên dưới này là cái xu hướng là đi ngang đường xanh bên dưới này ra đại đại diện cho cái số lượng bitcoin được lưu trữ trong những cái ví của những cái thợ đào cho thấy được là thợ đào không có cái ý định là bán ở thời điểm này cho nên giá tăng nhưng mà thợ đào vẫn tiếp tục và tiếp tục tích lũy chúng ta thấy được đó đây là một trong những cái điểm tâm lý của những thợ đào hiện bây giờ cái số lượng giao dịch trên mạng Bitcoin vẫn đang tăng trở lại kể từ đầu tháng 10 năm 2021. Các bạn thấy được cái đường màu vàng này đó cái xu hướng vẫn là cái xu hướng tăng lên có nghĩa là giao dịch trực tiếp trên mạng lưới của Bitcoin đã tăng lên từ cái thời điểm là đầu tháng 10 cho đến bây giờ. Và cái khối lượng giao dịch đã vượt quá 200 tỷ đô la mỗi ngày điều đặn kể từ tháng 10 năm 2021 cho đến ngày hôm nay. Rõ ràng là chúng ta đang ở trong một giai đoạn khác so với nửa đầu năm của 2021. Có nghĩa là tác giả bài viết này đó chất luận là mọi thứ đang tăng trưởng và hoàn toàn không giống như những gì Bitcoin đạt được 60.000 đô ở tháng 4. Nghĩa là giá bây giờ tương tự như là hồi tháng 4 ở mức là khoảng 60.000 đô nhưng mà tình hình đã khác rồi. Và tác giả bài viết này tin tưởng đó là đỉnh mới sẽ đạt được trong những ngày tới. Sau khi đạt được cái đỉnh mới này đó Bitcoin sẽ quay lại vào cái chế độ khám phá giá mới và tất cả những điều chúng ta nói tới trên đều có ngụ ý rằng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra trong quý 4 năm 2021 này. Có nghĩa là tác giả Bullish trong cái quý 4 này thường sẽ chia sẻ thêm một số những thông tin với các bạn đi qua cách nhìn của Thuần. Thì trước hết á, một số những cái sự kiện tuần tới mà những người nào quan tâm đó chính là ngày 17 Tây cho đến ngày 28 tháng 10 sẽ có sự kiện là Future Blockchain Summit 2021 là một hội thảo blockchain lớn nhất trong khu vực MENA bao gồm những chủ đề quan trọng liên quan đến việc doanh nghiệp áp dụng blockchain, tiền điện tử, CBDC có nghĩa là tiền điện tử quốc gia đó, DeFi và các ứng dụng trường hợp sử dụng blockchain và hơn thế nữa. Kế đó là ngày 22 tới ngày 24 tháng 10 thì sẽ có cái sự kiện là Metaverse Festival là lễ kỷ niệm 4 năm về âm nhạc, văn hóa và sự sáng tạo trong thế giới xã hội ảo của Decentraland. Lễ hội sẽ có sự góp mặt hơn 80 nghệ sĩ bao gồm deadmau Paris Hilton cùng với một khách mời bất ngờ và rất đặc biệt Nina nasbit và hàng chục nghệ sĩ toàn cầu khác trên khắp lĩnh vực âm nhạc. Đây là những cái sự kiện trong tuần tới này và những cái dự án đó thì chúng ta thấy là ngày 18 tây có Odin Protocol sẽ có cái uh, Testnet, ngày 19 tây tháng 10 đó Fractal sẽ có Magnet ngày 20 tháng 10 Copiosa sẽ có NFT Marketplace và ngày 21 tháng 10 Beam sẽ có cái Governing uh, Governance Token sẽ được phát hành. Và đây là những cái thông tin mà đáng chú ý trong cái tuần tới.